Dạ, kênh Bonsai Cần Thơ kính chào quý cô chú anh chị các bạn. Mà cô chú và bạn giao lưu hoa vàng dưới một cái mai tàn chỉ cành điều con cao khoảng 4 mấy. Rồi chú mình xem chút xíu cuối clip mình mới có quay cô chú mình xem em. Bây giờ mình vô cái phôi trước, phôi vàng đa dạng đế luôn, lực 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 lùng lùng cao cao có. Rồi liếm hoa vàng cô chú mình chờ đợi nha cô chú bạn. Rồi chào anh xí ơi. Rồi chào anh Linh ơi. Dạ. Lời nói đầu tiên em cũng xin kính chào quý cô bác anh chị gần xa trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay em có về được 9 phôi mai và một cây tàn. Em cũng xin phép giao lưu cô chú anh chị gần xa xem kênh bonsai ủng hộ cho em. Số điện thoại giao lưu em là 0383198616, số đó không xài giao lưu của chú anh chị ơi. Rồi em không làm mất thời giờ, em xin phép cho cây số 1 luôn. Gặp như cây số 1 nữa. Em được 9 phôi cô chú anh chị với một cây tàn. Cây tàn là cây cuối liếp. Tại cạnh có sẵn điều. Dạ. Tất cả đều mai vàng hết cô chú anh chị ơi. Bằng quay bị sức chân. Chân cái bằng quay. Để góc nở phì phì với nó. Mới chạc bự củ ra củ to nó cục xù như sữa trứng cục lọc trên khi cục lọc có chỉ cành đẹp lắm, nó điều tứ diện này giót luôn. Dạ rồi cho em thông số luôn rồi xin phép thông số nữa luôn. Rồi em thông số luôn cô chú anh chị ơi. Rồi em xin phép đo cái vị trí này là 51. Dạ, hoành 51. Cái đường kính bầu em nó là được 53. Thoát thân cái chi cành 1 tới cổ rễ là được 57. Tổng cái chiều cao tới mặt bầu là 109. Gốc ngọn còn 20. Em cũng xin đo cái củ nở chặt chặt cho cô chú anh chị mình tham khảo luôn. Xin phép đo cái nở chạc chạc hay gì là nó được 78 nha cô chú anh chị. Chạc 78. Rồi. Tiếp tục. Quá trời ơi, phôi số 1 mà nó tiếp tục. Rồi cái phôi mai vàng số 1 này em cũng xin phép giao lưu với cô chú anh chị mình là giá 4 triệu. Em bao ship toàn quốc cô chú anh chị ơi. À, 4 triệu cây lớn. Dạ 4 triệu. Hoành năm mấy? 51. 51. Ồ. 4 triệu. Số điện thoại giao lưu em là 0383198616, số đó không xài giao lưu luôn. Để gọi phép đổi phôi. Dạ. Tập lại phôi số 2. Bỏ cái chân. Ừ. Để cũng tạm ok. Cũng đều. Số 3 giờ giờ không có để ý số 3 nằm đâu. Nở. Chú mấy? Số 3. Anh để ý, cây này số 3, cái đó số 4 là cây sau, mình tiếp tục tới số 5, số 6, trồng hoài tới. Rồi, tiếp tục qua phôi mai vàng số 2. Em tất cả đều mai vàng hết. Shop bên em là bao ship cho cô chú anh chị. Nhưng em có một cái cây tàn. Cuối clip là cây tàn đó em bao 200 km nha cô chú anh chị. Cây tàn đó quá nặng. Dạ rồi, cho thông số. Cái số 2. Đây góc nở không bự bự không chạy chạy. Sao nó mệt, chắc này nó mệt dưới ta. Rồi em xin đo phép đo cái vị trí này. Trời, 7 không? Cắn. Ta chứ nó rung rung nhưng biết. Sáng rồi em xin phép đo cái vị trí. Thì thôi. Rồi em xin phép đo cái vị trí này là 50 nha cô chú anh chị. Dạ, 50. Dạ, em phép đo cái vị trí này là 50. Cái đường kính bầu em nói là được 54. Thoát thân cái chi cành 1 tới cổ rễ là được 54 luôn. Tổng cái chiều cao tới bạc bầu là 105. Gốc ngọn còn 23.
Rồi, giá luôn. Rồi, phôi mai vàng số 2, em cũng xin phép giao lưu với cô chú anh chị mình là giá 3.8 triệu. Rồi, 3.8 triệu cây số 2. Dạ, số 2 3.8 triệu cho cây số 2 hoành 50. Hoành 50 nữa không chứ. Dạ. Bán cho miệng luôn. Giờ gọi phép đổi cái luôn. Hoành 10 thôi. Bệnh mới hết thì cái nó ừ, sao làm nó yếu quá. Thế số 4. Rễ cũng ok, bắp. Coi cái cây số 4 á. Tại cảnh thì mình ghép. Rồi, okay. Tiếp tục qua phôi mai vàng số 3. Cây số 4 đâu rồi? Cây số 4 đâu rồi? Chắc cây số 4 cây này quá, vợ em nãy nó không có ghi số rồi. Cầm lấy cây đi. Đó đó. Không biết phải không nữa. Em qua kiểm tra bánh. Anh bước chổng anh chạy anh kêu đó mẹ em à. Để hồi nó lộn cái số bên kia nữa. Kiểm tra hay bánh. Anh đâu không số. Để anh kiểm hay cái đó. Rồi em xin phép thông số cây này luôn. Rồi cái vị trí nào giờ đây? Hơi khó đo nha. Rồi em xin phép đo cái vị trí này là 47. Em xin phép đo nới lên trên chút xíu. Đây là 46. Quạnh 46. Dạ. Rồi em xin phép đo cái đường kính bầu em nói là được 49. Thoát thân tới cổ rễ là 37. Tổng cái chiều cao tới mặt bầu là 95. Chốt ngọn còn 14. Rồi, chăm giá giao lưu luôn anh. Rồi, phôi số 3 này em cũng xin phép giao lưu với cô chú anh chị mình là giá 3.200.000. Kì, xíu xíu. 3 triệu 2 cho phôi số 3. Rồi, số điện thoại lại luôn. Số điện thoại Zalo em là 0383198616, số đó em cũng xài Zalo luôn cô chú anh chị ơi. Này bệnh mới hết rồi cái nói chuyện nó hơi hồi hộp, cho nó hơi mệt mệt. Chờ phép mình đổi phôi luôn. Tiếp tục phôi số 4. Okay. Rồi em tiếp tục qua phôi số 4. Đây này. Điều. Nở nở to to. Rồi, phôi số 4. Cái này lên xù. Mới xù. Bốn này mới xù của cô chú anh chị. Xù to lắm ạ. Này xù rất là lớn luôn. Nè, xù cũng nhiều. Rõ nét luôn. Đế gục nó chạm. Dạ, đế cũng đều lắm cô chú anh chị ơi. Mình kể lực mình mạnh cái. Gặp rồi mình chăm số. Rồi em tiếp tục đo cái vị trí này là 37. Dạ, quần 37. Thoát thân cái chi cành 1 tới cổ rễ là 20. Tổng chiều cao tới mặt bầu là 65. Dốt ngọn còn 19. Rồi tiếp tục qua phôi mai vàng số 4. Em cũng xin phép Zalo của chú anh chị mình là giá 2.200.000. 2.2 em bao ship toàn quốc. Số điện thoại Zalo em là 0383198616. Số đó em cũng xài Zalo luôn. Dạ gọi phép phôi phôi. Số 5 không? Số 5. Số 5 tới số 6. Không có số 6 rồi. Đây nè. Ghế đẹp, ghế đều. Cái này hơi xíu xíu thôi nhưng đây rất là đẹp. Dạ. To to. Rồi em tiếp tục qua phôi mai vàng số 5. Này là lùng lực nha cô chú anh chị. Cái này nó rất là nở. Lên đây nó trộn nó giót lên luôn. Cây này rất là giót cây. Cái này nhìn ở ngoài thực tế cây này có duyên lắm.
Thế này để bắp, bắp tay em gì nè. Cộng nào với cộng đấy. Cộng này bự không bắp tay luôn. Dạ, chậm số. Rồi, em xin phép đo cái vị trí này là 43. Dạ, quanh 43. 43. Cái nở độ nở chạc chạc của em đó. Nở chạc chạc xuống gì là được 62. Rồi, nở chạc 62. Cái đường kính bầu qua em nói là được 56. Tổng cái chiều cao tới mặt bầu là 62. Gốc ngọn còn 28. Rồi tiếp tục qua phôi mai vàng số 5. Em cũng xin phép giao lưu với cô chú anh chị mình là giá 3.500.000, 3.500.000. À, 3.500.000 cái số. Dạ. Rồi cách đã phôi. Tiếp qua phôi số 6. Phôi cây số 6 để điều kẹo. Rồi em tiếp tục qua phôi mai vàng số 6. Này cũng rụng lực luôn. Chỉ cần điều chơi đa đấy. Em điều chơi tàng đa là hết sảy. À, cô chú chị tế chơi bàn cái này quá trời. Để điều băng luôn. Điều tứ diện. Ok. Rồi cho con số bên kia nó làm cái hàng bột bột cái trước trên cảm đang hàng giao bố rồi đó. Dạ em đo cái vị trí là 41. Rồi, 41. Cái đường kính bầu em nói là được 51. Thoát thân cái chi cành 1 tới cổ rễ là 21. Tổng cái chiều cao tới bậc bầu là 56. Gốc ngọn còn 15. Rồi tiếp tục qua phôi mai vàng số 6. Em cũng xin phép giao lưu với cô chú anh chị mình là giá 2.800.000. 2.800.000 cho phôi mai vàng số 6. 41 vành luôn đế. Khỏi bàn cãi luôn đó cô chú anh chị ơi. Giữ vàng đế luôn. Đấy đẹp. Được rồi, đẹp đó phôi luôn cô chú. Giá mình giá gì cho em. Cái số 7 để cũng được được. Cái này về tập gia tôi ghép gì cứ gọn. Rồi em tiếp tục qua phôi mai vàng số 7. Rồi. Rồi, cho thông số. Cái số 7. Rồi, em cũng rớt thông số luôn. Em xin phép đo cái vị trí này là 32. Dạ, 32. Cái đường kính bầu em nói là 41. Tổng chiều cao tới mặt bầu là 51. Gốc ngọn còn 25. Rồi, tiếp tục qua phôi mai vàng số 7. Em cũng xin phép giao lưu với cô chú anh chị mình là giá 1.300.000. 1.300.000 cho phôi mai vàng số 7. Rồi, em có cảo cái cọng rễ này nha cô chú anh chị. Nhưng mà không sao, rễ cảo thì bình thường về nó cũng lành lại hết. Còn nếu mà cô chú anh chị không xài cọng này thì cắt ngang đây bỏ đế sổ đều băng luôn nha. Đúng rồi, nó gần đều. Rất là đều. Dạ rồi, thêm đọc thôi. Tiếp tục số 8. Rồi, tiếp tục qua phôi mai vàng số 8. Đây điều. Ghế cũng ok. Cây này trồng chắc hơi sâu. Chi cành cũng tứ diện hết. Chi cành đúng mà đều tứ diện. Cái này hồi chưa bứng tàn tròn dữ lắm ạ.
đến xã ta. Tàn do để cũng đi bộ cho con để cũng được rồi. Gặp cho con số rồi, cho con số rồi, em xin phép đo cái vị trí này là gần 41, tính cô chú anh chị mình là 40. Cái đường kính bầu là được 51, thoát thân cái chi cành 1 tới cổ rễ là được 52. Tổng cái chiều cao tới mặt bầu là 120. Đốt ngọn còn 23. Rồi tiếp tục qua phô mai vàng số 8. Em cũng xin phép giao lưu với cô chú anh chị mình là giá 3.500.000, 3.500.000 cho phô mai vàng số 8. Yeah. Dạ, cái này cũng đế sổ cô chú chị mà em cũng không đo, nãy giờ không đo thôi em cũng không đo luôn. Cái này cũng hơi hơi. Dạ. Phải. Số điện thoại giao lưu em là 0383198616, số đó em xài Zalo luôn. Yeah. Rồi, tiếp tục qua phô mai vàng số 9. Cây này cây mini cô chú anh chị ơi, cây này cô chú anh chị nào mới tập ghép rồi thì mình chơi nó dễ. Giá sinh viên. Xu. Giá xu cháy luôn. Xu cháy. Nó giá sinh viên luôn, tại vì ngay cây thì nó xù thiệt nhưng mà cây nó hơi xấu cây. Rồi em cũng xin phép thông số em nói luôn. Rồi em đo cái vị trí này cho cô chú anh chị mình là 26. Cái đường kính bầu em nói là được 41. Tổng cái chiều cao tới mặt bầu là 60-80. Đốt ngọn còn 17. Rồi phôi mai vàng số 9 này em cũng xin phép giao lưu cô chú anh chị mình là giá 600k. 600k cho mai vàng số 9. 600.000 cái số 9 bán tập chơi ghép thì gọn. Dạ. 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 Em cũng xin phép đổi phôi, em tiếp tục qua cái cây tàn nha cô chú anh chị. Qua cây mai tàn. Dạ, qua cây mai tàn qua đây nè. Cào. Cái sắt mình nãy không biết để đâu. Lên đây luôn, lên này luôn tắm ơi. Khỏi tắm ơi, lên này luôn tắm ơi. Cá nụ luôn. Dạ. Có nụ luôn. Nè. À, đút sắt vô, đút sắt, đút sắt. Rồi. Lỏng rồi. Cái nữa. Ây da. Dính không? Có nằm gì dính vô dĩ sao? Nó bạn chút xíu không? Quá nặng rồi. Vừa quay về dính. Được không? Về dính cây, dính cây lại, dính cây, dính cây lại nha. Rồi không sao đâu. Nhưng mà phải dính hai cây lại để thôi nó. Bên này thay nghiêng à. Rồi em tiếp tục qua cây tàn cô chú anh chị ơi, cây tàn là cây số 10. Này do làm cái bộ hơi nghiêng của chứ cây rất là đều thẳng luôn, thẳng đứng luôn. Cái bầu nó để nó chưa có chuẩn hung mà cái nó hơi nghiêng. Chứ cây thì nó không có nghiêng, cây nó đứng băng luôn á. Nó hơi nghiêng cây à. Tại cái bàn mình để nó không chuẩn. Con này quá trời chỉ cành đẹp á. Chỉ cành đẹp ghê luôn. Anh kiếm cái khúc cây nào gọn gọn cho em kê cái anh Tấn. Kê như thế nào? Ừ. Nếp bên này nè. Ê, ngã ngã. Cái đó hơi dày không ta? Hơi dày. Rồi, buông luôn đi nó chảy nhã. Quá nặng. Ừ. Rồi thôi luôn đi ơi, nó nặng quá nó dễ ngã lắm. Để con này cũng ok. Thế là cho em coi cái chi cành đó, cái chi cành quá đều luôn. Nó đóng giật lên luôn á cô chú anh chị, nó không có trùng chi nào cô chú anh chị ơi, đóng giật giật lên đều luôn.
nụ nhóc này có nụ chưa tết được. Chỉ cần quá đều. Dạ. Chiều cao cái này anh Hảo chứng ngang là nhiêu ha? Dạ, cái tổng cái chiều cao là 3m anh, còn cái đường kính ngang là 2m2. Ngang 2. Dạ, nãy em cũng có đo Hảo thử rồi nhưng mà em đo cũng chính xác lắm. Nó nghiêng bên đó các em không dám quay sợ sợ nó bị ngã. Có. Cho anh cho cái thoát thân hoành luôn đi. Rồi. Gốc này nở dễ cũng ok, cộng nó lót lại cũng đều. Rồi em xin phép đo cái vị trí này cho cô chú anh chị mình là 4, gần 47 ha. Em tính cô chú anh chị mình là 46. Dạ, quanh 46. 46. Cái thoát thân cái chi cành 1. Chi cành 1 nó tới cổ rễ vậy là 36. Tổng cái chiều cao của nó là 3m, còn cái đường cái tán ngang của nó là 2m2 nha cô chú anh chị. Tán ngang là 2m2. Cây này em bao ship cho cô chú anh chị mình là 200 km nha. Cô chú anh chị nào ưng thì ủng hộ em rất chân thành cảm ơn. Nếu xa quá thì tiếp với em chút đỉnh chừng ship, tại cây này nó quá nặng. Cái này em vô lưu giá sao anh? Dạ, cây số 10. Số 10 cây mây tàn này là em xin phép vô lưu cô chú anh chị mình là giá 7 triệu. Dạ, 7 triệu. 7 triệu em bao ship 200 km. Chi cành quá đẹp. Ngay tiền với ship nặng. Dạ. Với cây nó đã ra cái form tàn rất là đẹp. Vì là rất là ok chứ. Cây này luôn thì sao cái tàn đã luôn. Đều gan luôn. Tại nó rất là đều, chi cành nó to bự sẵn hết. Chi cành nó nâng nó đều dữ lắm luôn. Chi thấp tới từ chi 1 tới tới đọt nó đi ra đều, nâng lên đều 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 đó. Tại cái này con tàn lại nuôi thì sao chừng 2-3 năm xuống đất ha. Bự. Màu lớn, to. Dây gọi nè. Rồi. Rồi. Rồi, cuối clip em cũng xin kính chúc hết tất cả quý cô chú anh chị gần xa trên kênh bonsai và ủng hộ cho em rất chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình rất nhiều. Rồi. Ai có muốn điện thoại giao lưu không? Có anh chọc. Em cũng có được mấy ngàn sọt nhãn thọ luôn cô chú anh chị. Có cô chú anh chị nào thích nhãn thọ thì giao lưu với em, liên hệ với em. Số điện thoại giao lưu của em là 0383198616, cũng là số Zalo. Nếu cô chú anh chị nào mà mình mua về để giao lưu lại á, bán lại đó. Từ 500 chậu đổ lên thì cứ liên hệ với em sẽ có giá ưu đãi cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi. Dạ, chào cô chú anh chị. Dạ, em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị mình ha.